Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Giới thiệu về chương trình học bổng và cơ hội học tập nghiên cứu tại Liên bang Nga. Từ đầu năm đến nay, Lào Cai đã đón gần 7,4 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 2.000 tỷ đồng. Ông Tráng Văn Cường, người đi đầu trong phong trào học tập của dân tộc Pa Dí ở xã Tùng Trung Phố, huyện Mường Khương. Sông Hồng, dòng sông hùng vĩ và thơ mộng đã trở thành niềm cảm hứng sáng tác cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó có thơ ca. Tin quốc tế, đô thị hóa đe dọa trang trại nổi tại Mexico. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 11 tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và các trường đại học Liên bang Nga đã có buổi gặp gỡ giới thiệu về chương trình học bổng, cơ hội học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga. Tại chương trình, đại diện các trường đại học hàng đầu của Nga như Trường Đại học Bách khoa Moscow, Trường Đại học Trắc địa Bản đồ, Đại học Kinh tế Cao cấp, Đại học Nghiên cứu Quốc gia MISIT, Đại học Kinh tế Plekhanov đã cung cấp thông tin về các chương trình giáo dục, học bổng và giải đáp thắc mắc để giúp các học sinh định hướng tốt hơn về việc du học ở Nga, nhất là trong những ngành robotics, vật lý ứng dụng, hàng không vũ trụ, điện tử, khí tượng thủy văn. Hiện có khoảng hơn 3.000 sinh viên đang học tập tại Liên bang Nga, trong số đó có 2.300 sinh viên đang học tập theo diện học bổng, hiệp định hoặc theo các chương trình hợp tác giữa bộ ngành của Việt Nam và Nga. Thông qua chương trình, học sinh Lào Cai sẽ có cơ hội làm quen với các trường đại học Nga để tìm hiểu nền giáo dục hiện đại, chất lượng cao ở Nga. Tại trường tiểu học Nguyễn Du, thành phố Lào Cai, Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo và công ty Honda Lào Cai vừa tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2024-2025. Theo đó, trên 200 học sinh trường tiểu học Nguyễn Du được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ chương trình. Với chủ đề giữ tròn ước mơ, chương trình truyền đi thông điệp an toàn, nâng cao ý thức chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn kỹ thuật quốc gia cho trẻ khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, qua đó giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông đối với trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn đối với 100% trẻ em vào năm 2030. Theo kế hoạch, năm học 2024-2025, trên 16.000 chiếc mũ bảo hiểm hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ được công ty Honda Việt Nam trao tặng đến học sinh lớp 1 tại các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Tháng 11 này, Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 11 tại thành phố Lào Cai. Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai lần thứ 10 do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh chủ trì, thành phố Lào Cai là đơn vị đăng cai tổ chức. Liên hoan là ngày hội của những người làm báo nói, báo hình trong toàn tỉnh với nhiều hoạt động nghề nghiệp thiết thực và các hoạt động khác chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lào Cai. Hơn 120 tác phẩm xuất sắc nhất ở nhiều thể loại đã được 18 đơn vị dự thi trong toàn tỉnh gửi đến liên hoan, hứa hẹn mang đến cho khán thính giả cái nhìn sâu sắc về sự phát triển toàn diện của tỉnh Lào Cai trong 2 năm qua. Liên hoan cũng là dịp giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa những người làm báo nói, báo hình trong tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình, phục vụ sự nghiệp phát triển chung của địa phương và đất nước. Liên hoan Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai lần thứ 10, ngày hội của những người làm công tác phát thanh truyền hình trong toàn tỉnh. Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch, từ đầu năm đến nay có gần 7,4 triệu lượt khách đến Lào Cai, bằng 86,82% kế hoạch năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.105 tỷ đồng. Tháng 11 là khoảng thời gian thấp điểm của mùa du lịch hàng năm. Tuy nhiên, Sở Du lịch đã chủ động phối hợp với các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời tham mưu triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến, tổ chức các sản phẩm du lịch mới như tổ chức Festival Thổ Cẩm Lào Cai Sắc Màu Văn Hóa, Hiệp hội Du lịch tỉnh phát động chương trình kích cầu du lịch giảm giá các dịch vụ du lịch đến 50%, duy trì hết ngày 30 tháng 12 năm 2024. Tháng cuối năm, ngành du lịch Lào Cai sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động kích cầu quảng bá du lịch như tham gia hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung Việt Hà Khẩu năm 2024,
tổ chức đoàn khảo sát đánh giá tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch của xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa, tổ chức hội thảo phát triển du lịch, nông nghiệp và sản phẩm lưu niệm quà tặng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của việc học, 5 năm trước, ông Tráng Văn Cường, dân tộc Pa Dí ở xã Tùng Trung Phố, huyện Mường Khương đã tiên phong thành lập dòng họ Tráng học tập. Với những việc làm cụ thể như xây dựng quỹ khuyến học, kịp thời động viên khích lệ con cháu cùng thi đua học tập, không bỏ học giữa chừng, việc làm của ông đã góp phần tích cực vào phong trào học tập tại địa phương. Cha ông của chúng tôi trước khi qua đời thì lúc nào căn dặn là dù khó khăn bao nhiêu cũng phải cho các cháu đi học, chứ không để trường hợp nào một chữ. Chúng tôi có trao đổi với những người có uy tín ở trong dòng họ của các nhánh, các chi, ở các thôn bản là họp, cũng có ý kiến là không thể làm được. Bởi vì mỗi người ở một nơi mà ở tận rất nhiều xã, ở giải rác thì khó thực hiện. Thì về sau tôi nghĩ là phải thực hiện bằng được. Bây giờ là thành lập cái hội này để chúng ta là tạo điều kiện cho con cháu là đi học, đều không ai được bỏ học. Với tâm huyết vì sự học của con em mình và cách làm phù hợp, ông Tráng Văn Cường đã thành công trong việc kết nối dòng họ và thành lập quỹ khuyến học. Hàng năm, cứ vào dịp Tết Thanh Minh, khi cả dòng họ tề tựu đông đủ để tưởng nhớ cội nguồn, cũng là dịp để khen thưởng tuyên dương con cháu có thành tích học tập tốt. Thời xưa là ở trên thôn dân tôi ấy, thì là đi học hành với đường xá xa xôi vẫn khó đi. Vì là các cháu thì nó cũng chưa được học hành được, chưa đầy đủ. Sau này là bác Cường là tổ chức ở trong dòng họ Tráng. Xong lại cho các cháu đó là, thế ơi đi học thì các cháu phải đi học đồng đều vào để học chứ mới biết. Bác nhắc nhở cho các cháu thì các cháu đi học bây giờ lẫn là đi học đều. Sau 5 năm thành lập, dòng họ Tráng trở thành một trong những dòng họ học tập tiêu biểu của huyện Mường Khương. 100% các cháu trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Đến nay, hơn 50% người trong dòng họ có trình độ từ trung học cơ sở trở lên, 3 thạc sĩ, 1 tiến sĩ. Những kết quả này góp phần tích cực vào phong trào học tập tại địa phương. Dòng họ Tráng thì trao thưởng cho các cháu có cả giấy khen gắn liền với công tác thanh minh của dòng họ để làm công tác khuyến học là rất tốt và các cháu là đảm bảo được cái tỷ lệ đi học chuyên cần. Huyện Mường Khương có 135 dòng họ học tập. Những người tiên phong mở ra phong trào khuyến học trong dòng họ như ông Tráng Văn Cường ở Tung Trung Phố chính là hạt nhân quan trọng thúc đẩy phong trào học tập trong cộng đồng thôn bản. Sau hơn 3 năm triển khai nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nông nghiệp của Lào Cai đã có những chuyển biến rõ nét. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2024 dự báo đạt 15.700 tỷ đồng, tăng trên 2.000 tỷ đồng so với năm 2021 khi Nghị quyết 10 được ban hành. Trong đó, giá trị sản xuất ngành hàng chủ lực theo nội dung Nghị quyết 10 hiện đã đạt 55,4% tổng giá trị sản xuất ngành sản xuất nông nghiệp, vượt 0,73% mục tiêu đề ra đến năm 2025. Việc thực hiện Nghị quyết 10 khẳng định tầm nhìn trúng và đúng của tỉnh ủy khi giá trị thu nhập trên hecta đất canh tác năm 2021 chỉ đạt 85 triệu đồng, nhưng đến năm 2024 đã đạt 97,5 triệu đồng, tăng 14,7%. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Thắng vừa tổ chức hội thi mô hình sáng tạo trong phòng chống bạo lực gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới năm 2024. Tham gia hội thi có 12 đội với 120 thí sinh. Các đội trải qua 3 phần thi, chào hỏi, sáng tạo sân khấu hóa và năng khiếu. Nội dung thi được các đội chuẩn bị công phu, lồng ghép các thông điệp về bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác truyền thông, phòng chống bạo lực gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ ở cơ sở, các tuyên truyền viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, xử lý tình huống để thực hiện hiệu quả hơn công tác này ở địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thị trấn Phố Lu, giải nhì cho đội xã Phong Niên, xã Phú Nhuận, giải ba thuộc về đội thi các xã Thái Niên, Xuân Quang, Gia Phú.
Quý vị và các bạn thân mến, có một dòng sông được ví như dòng sông mẹ, đỏ nặng phù sa, tạo nên nền văn minh lúa nước, ấy là sông Hồng. Dòng sông hùng vĩ và thơ mộng đã trở thành niềm cảm hứng lớn, đi vào nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, trong đó có thơ ca. Sông là tình yêu, sông là quê hương, con sông mẹ như một phần máu thịt. Sinh ra và lớn lên ở cuối dòng sông Hồng, lập nghiệp nơi đầu nguồn sông Hồng, tác giả Hồng Thạo có nhiều kỷ niệm sâu sắc với dòng sông. Bởi thế mà dòng sông Hồng đã xuất hiện nhiều trong các tác phẩm thơ của ông với vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình. Dòng sông nó có những cái gì đó nó thật là gắn bó, cho nên là khi gửi về quê ấy, là gửi hạt phù sa, gửi chiếc lá, tức là muốn nói lên cái tấm lòng của người biên giới theo dòng sông đưa về quê mẹ ở Thái Bình. Với nhạc sĩ Kiều Chức, một người con Hà Nội, khi lên Lào Cai lập nghiệp, ấn tượng nhất là dòng sông cũng chính là đường biên giới giữa hai đất nước Việt Nam Trung Hoa. Trong hầu hết những sáng tác về thành phố Lào Cai của anh, sông Hồng luôn hiện hữu. Bên vết con sông Hồng, An Dương Vương lộng lẫy, sắc gạo đỏ thắm môi ai, cho anh vui dạo bước. Kiều Chức viết thì Kiều Chức lấy rất là nhiều hình ảnh của ví dụ như thể là thành phố lung linh, rồi là sông Hồng thì có những mùa hoa gạo đỏ, rồi là những cây cầu thì Kiều Chức ví nó như thể là những là một cái cầu vồng bắc qua sông, thì Kiều Chức đưa hình ảnh rất nhiều là con sông vào. Cuộc vận động sáng tác âm nhạc Sông Hồng mạch nguồn cảm xúc do Hội Văn học Nghệ thuật Lào Cai phát động đã tạo niềm hứng khởi cho các thi sĩ nhạc sĩ Lào Cai. Đã có gần 100 bài thơ và hơn 30 tác phẩm âm nhạc về sông Hồng được giới thiệu tới công chúng. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục để triển khai cái nội dung này để làm sao Festival Sông Hồng năm 2025 sẽ thu nhận được nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật hơn nữa. Và qua đó thì phản ánh cái sự đổi mới của tỉnh Lào Cai gắn với con sông Hồng. Trải qua bao năm tháng, dù khi dữ dội hay lúc dịu êm, sông Hồng vẫn luôn là mạch nguồn cảm xúc cho nhiều thế hệ thi sĩ, nhạc sĩ và để lại cho đời những giá trị tinh thần vô giá. Tiếp tục chương trình, Hội An gìn giữ được nguyên vẹn những nét kiến trúc và đô thị của sự giao thoa văn hóa Đông Tây độc đáo. Máy bay chở hàng rơi xuống gần nhà dân ở thủ đô Lithuania. Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác liên kết du lịch với các tỉnh Tây Bắc trong năm 2025 nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn và độc đáo. Cụ thể, trong hợp tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang và Phú Thọ sẽ có sự hợp tác đa phương nhằm khai thác lợi thế của mỗi địa phương để tạo ra những sản phẩm du lịch liên kết có sức hấp dẫn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức các hoạt động, sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch nổi bật có sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Trên thực tế, nhiều chương trình du lịch Tây Bắc được các doanh nghiệp khai thác rất hiệu quả, lượng khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Bắc ngày càng tăng mạnh. Thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năm 2025, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho từng khu vực tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh. Theo đó, hết năm 2025, thành phố Hà Nội sẽ sử dụng 100% đèn LED trong chiếu sáng đường phố, các cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ. Các tổ chức cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ. Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh trên năm trở lên đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm. Tất cả doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và 80% cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề được tiếp cận áp dụng giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và chuyển đổi xanh. Đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.
sau 25 năm được vinh danh, chính quyền và người dân Hội An vẫn gìn giữ được nguyên vẹn những nét kiến trúc và đô thị của sự giao thoa văn hóa Đông Tây độc đáo, để nơi đây luôn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách. Từ một thương cảng quốc tế sầm uất 400 năm trước, Hội An hiện còn giữ được 27 di tích cấp quốc gia cùng nhiều di tích cấp tỉnh, thành phố. Tất cả tạo nên một không gian kiến trúc độc đáo, giao thoa giữa phong cách Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và phương Tây. Từ năm 2008 đến nay, hơn 400 di tích tại phố cổ Hội An đã được tu bổ với kinh phí trên 150 tỷ đồng. Trùng tu di tích chùa Cầu là cái phần khó khăn nhất của cái việc mà trùng tu và cái quần thể kiến trúc đô thị cổ Hội An. Chúng ta đã trả lại cho di sản một cái công trình vừa vững chắc nhưng vừa giữ được những cái yếu tố gốc. Việc trở thành di sản văn hóa thế giới cũng tạo điều kiện để Hội An bảo tồn, nuôi dưỡng những không gian văn hóa từ những làng nghề hàng trăm năm như gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, rau trà quế, cho tới những phong tục tập quán tín ngưỡng và nghệ thuật dân gian đặc sắc như lễ hội Nguyên Tiêu, hô hát bài tròi, đưa những di sản phi vật thể này trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Tôi thầm cảm ơn ông cha đã xây dựng nên một cái Hội An lung linh, xứng đáng được tôn vinh và gìn giữ để các con cháu mai sau lại tiếp tục thừa hưởng những gì chúng ta đang làm hôm nay. Hội An cũng được xem là hình mẫu trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản với những sáng kiến nổi bật như phố không động cơ, giảm thiểu rác thải nhựa, các tour du lịch sinh thái. Đặc biệt, việc được gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thủ công và văn nghệ dân gian cũng góp phần để Hội An phát triển bền vững. Theo đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, sẽ có 100% di tích xuống cấp được tu bổ. Tất cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được lập hồ sơ khoa học và vùng bảo vệ di sản được mở rộng, bảo đảm tính toàn vẹn và giá trị nổi bật toàn cầu của đô thị cổ, đưa Hội An trở thành trung tâm du lịch văn hóa sinh thái hàng đầu khu vực. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế, Triều Tiên và Nga đã ký một nghị định thư về tăng cường trao đổi, giao lưu thể thao cho năm 2025, trong bối cảnh hai quốc gia này đang thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, nghị định thư do Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Triều Tiên và Bộ trưởng Thể thao Nga ký kết tại Bình Nhưỡng, trong đó tập trung mở rộng và tăng cường trao đổi cũng như hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa hai bên. Về phần mình, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên cho biết, nghị định thư được ký kết sẽ bao gồm những sự kiện thể thao chung, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia và đẩy mạnh du lịch thể thao. Kể từ khi ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện hồi tháng 6, hai nước đã mở rộng hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quân sự, kinh tế và thể thao. Bulgari gắn với hình ảnh những thùng lũng hoa hồng bạt ngàn cùng ngành công nghiệp chế biến tinh dầu hoa hồng. Đây là nguồn kinh tế rất cao cho đất nước tại khu vực Đông Âu này. Các báo cáo thống kê cho biết, hiện Bulgari là nhà sản xuất tinh dầu hoa hồng lớn nhất thế giới với thị phần 70% sản lượng được tiêu thụ tại các quốc gia phát triển như Pháp, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Mỹ, Nhật Bản. Các công ty sản xuất sản phẩm trung gian sau đó bán cho các thương hiệu nổi tiếng như Christian Dior, Estée Lauder, Chanel. Bước sang năm 2025, Bulgari sẽ trở thành thành viên đầy đủ của khu vực Schengen. Nhờ vậy, ngành công nghiệp hoa hồng Bulgari tiếp tục có những bứt phá. Những trang trại nổi hay còn được gọi là Chinampas gần thành phố Mexico City là nguồn cung cấp nông sản tươi cho người dân địa phương. Tuy nhiên giờ đây, những trang trại nổi đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới này lại đang bị đe dọa bởi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Theo các chuyên gia, quá trình đô thị hóa kéo theo sự gia tăng nhu cầu về nhà ở và động lực phát triển du lịch đang khiến không gian canh tác Chinampas dần bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, một số nông dân vẫn nỗ lực bảo tồn và phát triển hình thức canh tác này. Mục tiêu của họ là giúp Chinampas tiếp tục là biểu tượng của sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao ý thức bảo tồn trong cộng đồng về di sản đã được UNESCO công nhận này. Một máy bay chở hàng xuất phát từ Đức đã rơi cách một ngôi nhà dân ở Vilnius, Lithuania vài mét, gây ra hỏa hoạn trên mặt đất.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương, khi một chiếc máy bay thuộc công ty DHL đang trên đường từ Leipzig, Đức đến sân bay Vilnius, bất ngờ rơi xuống thủ đô của Lithuania. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, có 4 người trên máy bay, một phi công được cho là đã thiệt mạng. Hai thành viên phi hành đoàn khác, bao gồm cả phi công thứ hai, đã được kéo ra khỏi máy bay với dấu hiệu của sự sống. Theo các quan chức địa phương, vụ việc đã gây ra hỏa hoạn tại hiện trường. Dữ liệu sơ bộ cho thấy tất cả các cư dân của những ngôi nhà bị ảnh hưởng đều còn sống, với hàng chục người đã được sơ tán. Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trấn Jianliang ở Trung Quốc, một quán cà phê độc đáo nằm trên vách đá đã thu hút sự chú ý của giới trẻ. Khi vào uống cà phê, khách hàng sẽ phải đi bộ khoảng 2 km, sau đó là 1 giờ leo lên và xuống một chiếc thang dây. Đây là một thử thách thú vị cho những ai yêu thích khám phá. Những hình ảnh độc đáo của quán cà phê này sẽ có trong một góc nhìn cuộc sống ngay sau đây. Những hình ảnh trong một góc nhìn cuộc sống vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.